Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hàng trăm công nhân Samsung ở Ấn Độ ngừng làm việc, một nửa sản xuất bị ngừng trệ. Theo chuyên trang Kinh tế và Đô thị, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung lại đối diện khó khăn liên quan đến làn sóng, đình công của nhiều công nhân tại cơ sở của họ ở Ấn Độ. Hoạt động sản xuất của một nhà máy quan trọng của Samsung Electronics ở miền nam Ấn Độ đã bị gián đoạn do hàng trăm nhân viên đình công đòi tăng lương vào thứ Ba 10 tháng 9 khi các giám đốc điều hành cấp cao tìm cách giải quyết một đợt bất ổn lao động hiếm hoi. Samsung có trụ sở tại Hàn Quốc là công ty điện tử tiêu dùng lớn nhất Ấn Độ, đất nước đông dân nhất thế giới, hiện tại hơn 1,45 tỷ dân. Samsung cũng luôn coi quốc gia này là thị trường tăng trưởng quan trọng, cạnh tranh với các công ty đối thủ, trong đó có LG Electronics để sản xuất mọi thứ từ TV, tủ lạnh đến điện thoại thông minh. Nhà máy bị hàng trăm nhân viên đình công ở thị xã Sri Perumbudur, quận Kanchipuram, bang Tamil Nadu. Đây là nhà máy nhỏ hơn trong số hai nhà máy của Samsung tại Ấn Độ, sử dụng khoảng 1.800 lao động và sản xuất các sản phẩm điện tử thay vì điện thoại thông minh. Nhưng theo hai nguồn tin giấu tên có hiểu biết trực tiếp về vấn đề, sản phẩm này vẫn đóng góp 20% đến 30% vào doanh thu 12 tỷ USD hàng năm của Samsung tại Ấn Độ. Những tấm áp phích có dòng chữ đình công vô thời hạn được dán bên ngoài nhà máy gần thành phố Chennai, nơi hàng trăm công nhân mặc đồng phục công ty dựng lều để tránh nắng nóng. Lãnh đạo công đoàn Imuthuk Kumar đã nói với hãng thông tấn Reuters rằng cuộc đình công sẽ tiếp tục trong ngày thứ Ba vào thứ Tư 11 tháng 9. Khoảng một nửa sản lượng hàng ngày của nhà máy bị ảnh hưởng khi nhiều công nhân nghỉ làm vào ngày thứ Hai 9 tháng 9 và những người biểu tình tiếp tục thúc đẩy các yêu cầu về mức lương cao hơn, giờ làm việc tốt hơn và quan trọng nhất là muốn Samsung công nhận việc thành lập một công đoàn do nhóm Trung tâm Công đoàn Ấn Độ hậu thuẫn. Cổ phiếu của Samsung đóng cửa giảm giá 1,9% tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, so với mức giảm 0,5% của chỉ số chuẩn Kospi. Tổng giám đốc điều hành Samsung tại Nam Á, ông J.P. Park và các giám đốc điều hành cấp cao khác đang đến thăm nhà máy để tìm giải pháp. Những người có hiểu biết trực tiếp về tình hình cho biết, ông Park chịu trách nhiệm giám sát thị trường Ấn Độ của Samsung từ Gurugram gần New Delhi. Trong khi đó, Samsung không trả lời yêu cầu bình luận về thông tin liên quan đến vụ hàng trăm công nhân viên đình công ở nhà máy tại Sri Perumbudur. Lãnh đạo công đoàn Imuthuk Kumar cho biết không có thỏa thuận nào được đưa ra trong các cuộc thảo luận vào thứ Ba 10 tháng 9 của công nhân viên với ban quản lý Samsung. Bộ trưởng Bộ Lao động Ấn Độ Tamil Nadu Veera Raghavarao cho biết các cuộc đàm phán giữa công nhân và ban quản lý vẫn đang diễn ra nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy vấn đề sẽ được giải quyết. Người phát ngôn của Samsung Ấn Độ cho biết hôm thứ Hai 9 tháng 9 rằng công ty đã tích cực làm việc với người lao động để giải quyết mọi khiếu nại mà họ có thể có cũng như tuân thủ mọi luật pháp và quy định. Khoảng 800 công nhân Samsung đã ký tên vào sổ đăng ký bên ngoài nhà máy để ghi lại ý kiến phản hồi của mình. Cuộc đình công diễn ra trước mùa lễ hội của Ấn Độ khi nhiều người tiêu dùng mua quà tặng hoặc đồ dùng để sử dụng cá nhân do bị thu hút bởi các khoản giảm giá của nhà sản xuất. Rob Buram, phó chủ tịch của Cyber Media Research cho biết, một cuộc đình công vào thời điểm này sẽ cản trở quá trình tăng cường sản xuất của Samsung trước thềm mùa bán hàng lễ hội quan trọng bắt đầu vào tháng 10. Tại Hàn Quốc, 36.500 thành viên của công đoàn lớn nhất Samsung Electronics, những người đòi tăng lương và phúc lợi, đã đình công trong nhiều ngày vào tháng 7 và tháng 8. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, Samsung cho biết hành động này không làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại đó. Tại Ấn Độ, công nhân đang yêu cầu mức lương ngang bằng với những người có cùng kinh nghiệm, theo ít nhất là nửa tá nhân viên giấu tên chia sẻ. Một công nhân giấu danh tính bên ngoài nhà máy cho biết, nếu họ Samsung trả cho chúng tôi mức lương đủ sống và đối xử với chúng tôi một cách tôn trọng,
chúng tôi đã không nghĩ đến việc tham gia công đoàn. Mối quan ngại của nhiều công nhân Samsung Ấn Độ được một số nhà lãnh đạo chính trị quốc gia Nam Á tham dự cuộc biểu tình hôm 10 tháng 9 ủng hộ. Một tấm áp phích bên ngoài nhà máy kêu gọi các viên chức lao động nhà nước không ủng hộ ban quản lý nhà máy Samsung ở Saiperumbudu. Thay vào đó, họ đưa ra lời khuyên hãy thảo luận và giải quyết các yêu cầu của công đoàn với các viên chức công đoàn. Samsung có kế hoạch cắt giảm 30% việc làm ở một số bộ phận trên toàn cầu. Tạp chí Kinh tế Việt Nam cho biết, trụ sở chính Samsung tại Hàn Quốc mới đây đã ra chỉ thị cho các công ty con trên toàn thế giới cắt giảm khoảng 15% nhân viên bán hàng và tới 30% nhân viên hành chính. Theo Reuters, kế hoạch này sẽ được triển khai vào cuối năm nay, tác động đến nhân viên Samsung trên khắp châu Mỹ, châu Âu, châu Á và châu Phi. Nhiều nhân viên của tập đoàn đã xác định rằng kế hoạch cắt giảm biên chế của Samsung sẽ sớm được thực hiện trên toàn cầu. Tuy nhiên, chưa rõ cụ thể số lượng nhân viên sẽ bị sa thải, cũng như quốc gia và chi nhánh nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong một tuyên bố gần đây, Samsung cho biết việc điều chỉnh lực lượng lao động tại nước ngoài là hoạt động thường kỳ và nhằm mục đích cải thiện hiệu quả của cả tập đoàn. Theo báo cáo về phát triển bền vững mới nhất của tập đoàn, Samsung đã tuyển dụng tổng cộng 267.800 người tính đến cuối năm 2023 và hơn một nửa, tức là 147.000 nhân viên nước ngoài. Trong đó, sản xuất là lĩnh vực tuyển dụng nhiều nhất, khoảng 94.000 người, nhân viên bán hàng và tiếp thị khoảng 25.100 người, trong khi 27.800 người làm việc ở các lĩnh vực khác. Một trong những nhân viên nội bộ cho biết, lệnh cắt giảm việc làm toàn cầu đã được gửi đi cách đây khoảng 3 tuần và Samsung tại Ấn Độ đã cung cấp các gói trợ cấp thôi việc cho một số nhân viên cấp trung đã nghỉ việc trong những tuần gần đây. Người này cho biết thêm rằng, tổng số nhân viên có thể bị sa thải khỏi chi nhánh Samsung Ấn Độ có thể lên tới 1.000 người. Tại Trung Quốc, Samsung thông báo việc cắt giảm việc làm dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khoảng 30% nhân viên tại bộ phận bán hàng của công ty. Hiện nay, mảng kinh doanh bán dẫn của công ty đang chậm hơn so với hàng loạt các đối thủ khác sau đợt suy thoái nghiêm trọng ngành hàng. Điều này khiến lợi nhuận của công ty đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 năm vào năm ngoái. Vào tháng 5 năm nay, Samsung đã thay thế người đứng đầu bộ phận bán dẫn. Động thái này có thể nhằm mục đích cải tổ hoạt động bán dẫn của công ty để bắt kịp những tiến bộ chip cao cấp sử dụng cho trí tuệ nhân tạo, thị trường mà Samsung có vẻ đang bị bỏ lại sau SK Hynix. Theo nhà cung cấp dữ liệu TrendForce, thì phần chip DRAM của Samsung tại Hàn Quốc là 45,5% trong quý 4 năm ngoái. Tuy nhiên, công ty đã tụt sâu trong phân khúc chip HBM ngày càng quan trọng và SK Hynix kiểm soát hơn 90% thị trường HBM3. Trong khi đó, tại thị trường điện thoại thông minh cao cấp, Samsung cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Apple và Huawei của Trung Quốc. Và tại Ấn Độ, nơi mang lại cho Samsung doanh thu hàng năm khoảng 12 tỷ USD, việc sản xuất tại một nhà máy quan trọng của Samsung Electronics ở miền nam Ấn Độ đang bị gián đoạn vì nhân viên đình công đòi mức lương cao hơn. Kế hoạch cắt giảm việc làm được thực hiện trong bối cảnh nhu cầu về các sản phẩm công nghệ chậm lại khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục khó khăn. Một nguồn tin khác cho biết Samsung đang tìm cách củng cố lợi nhuận ròng của mình bằng cách tiết kiệm chi phí. Hiện vẫn chưa rõ liệu Samsung có cắt giảm việc làm tại trụ sở chính ở Hàn Quốc hay không. Tuy nhiên, Samsung sẽ gặp khó khăn khi sa thải công nhân tại Hàn Quốc vì đây là vấn đề nhạy cảm về mặt chính trị bởi tập đoàn Samsung vốn được biết đến là nhà tuyển dụng lớn nhất của Hàn Quốc và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Việc cắt giảm việc làm cũng có thể gây ra tình trạng bất ổn lao động trong nước. Một công đoàn công nhân Hàn Quốc tại Samsung Electronics gần đây đã đình công trong nhiều ngày, yêu cầu tăng lương và phúc lợi. Cổ phiếu của Samsung Electronics, cổ phiếu có giá trị nhất của Hàn Quốc, đang có giá thấp nhất trong 16 tháng qua. Nhiều nhà phân tích đã cắt giảm ước tính lợi nhuận của công ty với lý do nhu cầu về điện thoại thông minh
và máy tính cá nhân của công ty phục hồi yếu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.